sân Tây Bắc sẽ review một loài hoa dại ở trên núi, rất là đẹp. Bạn thấy không? Rất là đẹp. Đó, mọc rất là nhiều khắp đồi. Trông nó giống như hoa đào, giống như những bông hồng. Và chuẩn bị vào mùa đông rất là khá là lạnh. Những bông hoa nhỏ xinh rất là nhiều luôn. Đó, cực kỳ nhiều. Đây có thể nói là cây này có một cây này rất là đẹp. Đây.